thiên đường xe sang Hà Nội các bạn nhé. GLS 600 Maybach này, G63 AMG màu xanh này, G63 AMG nữa này. Phía xa là một chiếc Range Rover Autobiography này. Đó, hai chiếc G63 AMG các bạn nhé. Phía dưới này thì còn rất nhiều luôn, một chiếc G63 AMG màu đen, một chiếc G63 AMG màu trắng, một chiếc G63 AMG màu xanh, xanh quân đội này, 5 chiếc G63 AMG. Đây, một chiếc Lexus LX 570 với ngoại thất màu xanh quân đội cực kỳ đẳng cấp luôn. Đó, màu xanh quân đội này, hai chiếc đặt liền nhau. Land Cruiser độ MBS 4 chỗ ngồi. Một chiếc G63 AMG trắng nữa này. Đó, chiếc thứ 6 này. Toyota Sienna Hybrid này. Và đây một chiếc G63 AMG màu xanh nữa các bạn nhé, giống như chiếc ở phần đầu đấy các bạn. Đó, chiếc thứ 7 này. Nhìn dã man các bạn nhỉ, G63 AMG. Chiếc này thì giống với chiếc của Sơn Tùng MTP. Đây, Range Rover Autobiography này, Toyota Land Cruiser này, hai chiếc Land Cruiser đặt liền kề nhau các bạn nhé. Đó. Phía dưới này thì có Lexus LX 570 phiên bản Super Sport, LX 570 Super Sport này. G63 này. Sienna Hybrid này, xuống cái hàng tiếp theo có Lexus LX 570 phiên bản Super Sport này. Đó, rất nhiều luôn các bạn ạ. Range Rover Autobiography thì xếp theo lô luôn, ba chiếc liền kề nhau. Sienna Hybrid màu xanh, Land Cruiser mới tinh, GX460, Lexus, ba chiếc Range Rover các bạn. Đây thì tiếp tục có một chiếc LX 570 Super Sport các bạn nhé. Lại là Sienna Hybrid 2021, Lexus LM, LM300H, G63 AMG thứ 8 xuất hiện trong showroom này. Thiên đường của G63, thiên đường của SUV. LX 570 Super Sport. Mâm khác biệt các bạn nhỉ, mâm khác biệt luôn. Đó, LX 570 Super Sport các bạn nhé. Đó, nhìn chất lượng luôn, LX 570. Land Cruiser các bạn này, Land Cruiser nhiều như lượng con luôn, một chiếc nữa này. Phía dưới này còn gì? Bentley Mulsanne hai màu thế hệ cuối cùng. Và bên cạnh là LX 570 Super Sport. Nhiều vô kể các bạn ạ. Thực sự là vào showroom này như kiểu lạc vào thiên đường. Thiên đường của những chiếc SUV, những chiếc hình như là không có một chiếc sedan nào các bạn. Toàn SUV, không có một, à có đúng một chiếc Bentley Mulsanne là chiếc sedan, còn lại là toàn SUV luôn. Dã man.